Giá heo hơi hôm nay ngày 30 tháng 11 tiếp tục giảm từ 1.000 đồng kg và 2.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 30 tháng 11 giảm cao nhất 2.000 đồng kg. Ngành chức năng bình định không ngừng dốc lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, bám sát địa bàn để phát hiện dịch bệnh kịp thời. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 49.000 đến 50.000 đồng kg. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc giảm nhẹ Cụ thể 49.000 đồng kg là mức giao dịch được ghi nhận tại các địa phương bao gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên và Hà Nội, giảm 1.000 đồng kg, các địa phương còn lại không có biến động mới. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 49.000 đến 50.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 49.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 49.000 đồng mỗi kg. Hưng Yên là 49.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 49.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 49.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 50.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 49.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 49.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 49.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 49.000 đồng kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất 48.000 đồng kg. Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đến 2.000 đồng kg. Trong đó, 48.000 đến 49.000 đồng kg là khoảng giá được ghi nhận tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đá Lắng và Ninh Thuận sau khi giảm 1.000 đồng kg. Thương lái tại Bình Thuận và Lâm Đồng cùng giảm 2.000 đồng kg về mức 48.000 đồng kg và 49.000 đồng kg. Hiện tại giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 48.000 đến 50.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Thanh Hóa là 48.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 49.000 đồng mỗi kg, Hà Tĩnh là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 50.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 49.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 48.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 49.000 đồng mỗi kg. Quảng Ngãi là 50.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 49.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 49.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 49.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 48.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 48.000 đồng kg. Ngành chức năng Bình Định không ngừng dốc lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, bám sát địa bàn để phát hiện dịch bệnh kịp thời tăng cường giám sát các dịch bệnh nguy hiểm với vật nuôi như viêm da nổi cục trên bò, dịch tả heo châu Phi, dịch tả heo tai xanh, lỡ mồm lông móng, cúng da cầm, để bảo vệ và phát triển ổn định đàn vật nuôi. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp an toàn trong tái đàn vật nuôi, theo Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời khuyến cáo hộ chăn nuôi thận trọng và có kế hoạch cụ thể khi tổ chức sản xuất chỉ nên tái đàn khi đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học để phòng dịch bệnh, nhất là đối với các vật nuôi chủ lực như heo, bò, gà. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định khẳng định, với tổng đàn hiện nay, cộng với tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, hoàn toàn có cơ sở khẳng định sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn cuối năm nay dồi dào, bảo đảm đủ nguồn cung cho người dân trong và ngoài tỉnh. Giá heo hơn hôm nay tại miền Nam cao nhất 52.000 đồng kg thị trường heo hơi khu vực miền Nam giảm cao nhất 2.000 đồng kg. Hiện, heo hơi tại Đồng Nai và Vũng Tàu được thu mua với giá 49.000 đồng mỗi kg, giảm 2.000 đồng kg. Sau khi giảm 1.000 đồng mỗi kg, các địa phương bao gồm Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Tiền Giang và Bạc Liêu thu mua heo hơi với giá trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay trong khoảng 48.000 đến 52.000 đồng kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 49.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 49.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 48.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 49.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 49.000 đồng mỗi kg, Long An là 51.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 50.000 đồng mỗi kg, An Giang là 49.000 đồng mỗi kg, Bình Long là 50.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 50.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 48.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 52.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 50.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 50.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 49.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 49.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 50.000 đồng mỗi kg.